Chào Thu Cuối này, chào Linh Long, chào Đỗ Văn Lâm, chào Điển Phan, chào mọi người nhá. Chào Trần Văn Quang này, em chào cả nhà đang xem. Hôm nay là hôm đầu tiên mình mở diễn đàn ra chiều tranh luận với cái lũ ba que súc vật bán nước hại dân, vong nô hại nước. Đề nghị bà con vào ủng hộ mình nhiều nhiều nha. Bà con mà có quen biết ai là ba que ba sọc mời vào tranh luận phản biện cho vui nhá. Đả thông tư tưởng khai dân trí cho họ. Cái đề tài ngày hôm nay là về mấy thằng cha linh mục quả đen Nguyễn Duy Tân rồi cha Khải rồi cha mấy thằng cha linh mục quả đen Nguyễn Duy Tân rồi thằng cha Nam, mấy thằng linh cẩu đấy nó xúc phạm Bác Hồ với một số cái loại mà được ăn được học nhưng mà ngu tiếp tay cho giặc. Đề nghị bà con vào xem nhiều nhiều nha. Chào Phan Bích Ngọc này. Chào Đồng Vân Nguyễn. Em chào chị Thái Ngọc Nhiên nhá. Hôm nay hôm đầu tiên em làm liver. Ủa sao mời chị Nhiên? Ê, em chào chị Nhiên. Chị chào em. Dạ. Thấy em level rồi thôi chị lên ủng hộ em. Dạ chị. Chị là chị Nhiên là một trong những cái cây đại thụ trong cái là ấy trong phong trào cờ đỏ của anh em yêu nước. Hôm nay thì em lên nói chung là chủ đề của hôm nay thì nó không 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 có cái chủ đề nào cả, mà thực Cái chất chủ ra em đề em nói sao là chị hiểu rồi, hôm nay em nói về mấy thằng linh mục đúng không? dạ vâng ạ. Thì mấy thằng linh mục này á, nó chửi đảng, nó chửi nhà nước, nó chửi cộng sản tá lả bồ cào, mà nó đâu có biết nhục em ơi. Cái loại thì nó đâu có biết nhục đâu, nó xài điện của ai, có phải Đúng đảng nó rồi. không, Đúng rồi chị. đúng chưa? Đúng Rồi ạ. rồi nó xài điện là của ai, nó xài nước của ai hả? Bây giờ Dạ. đảng cộng sản với mà nước nó cắt điện cắt nước hết đi, nó xài cho nó xài bằng cái gì? Nó nhà nước đảng nhà nước không lo cho nó đấy. Dạ. Bây giờ Chị ơi, mà nó nói các cái câu rất chi là xỏ lá bà que, đúng theo cái tư tưởng luận điểm xuyên tạc của nó nha, cái thằng linh cẩu Nguyễn Duy Nam ấy, Nguyễn thằng Nguyễn Đình Nam. Nguyễn Đình Nam ấy, nó nói là cái hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đi ăn cắp mới đi góp Nhặt, mà cộng đồng mạng đấy bấy nhiêu lên án. Anh chị em trong phong trào đấu tranh cờ đỏ lên án rất là cực lực, nhưng mà nó toàn phát like mới nó đi giảng đạo, nó cắn càn, nó sổ bậy thôi chị ạ.
Thì hôm nay thì em cũng nhờ chị Nhiên, hôm nay lần đầu tiên chị Nhiên lên diễn đàn của cậu em, thì em nhờ chị Nhiên gửi đôi điều đến cái thằng cha Linh Cẩu Nguyễn Đình Nam này hộ, hộ cậu ạ. Thằng mấy thằng mấy cái thằng chó đẻ đó, đó hả? Mấy cái thằng chó Dạ. mà Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Đình Thục, thằng Nguyễn Đình Khải đồ đó hả? Mấy thằng sắp Dạ chết dạ. đó, đó hả? Bà mày Dạ. ơi, chị mà làm đảng nhà nước, chị mà đứng, chị mà có quyền mà có lãnh đạo nhà nước á ha, mấy thằng đó ha, mà tao cắt điện tao cắt nước chỗ đó hết, không cho nó xài, thấy không? Còn cái đường nó đi đúng không, tao tao cào lên luôn, tao không đổ đá không gãy nhựa gì hết trơn á, cho nó đi bằng cái gì nó đi đấy, thấy không? Vậy đó. Dạ. Còn ba cái đất của nhà nước đúng không, tịch thu lại không cho xài luôn. Mày nói là đảng nhà nước xấu thì mày đi qua bên cái chỗ nào mà không xấu đó mày làm cho nó, mày xà mày sống đấy. Đúng Rồi rồi ạ. à, nó nói gì à, đảng nhà nước ta đa, đảng như đảng cộng sản á, không có cho tự do ngôn luận. Bà mẹ nó, ở trong nhà thờ người ta tu á, người ta dẫn con chiên của mình á hả, người ta dẫn lên con đường chính nghĩa, người ta không có nói chính trị. Còn gì đâu mà tu toàn là nói chính trị không, mà tu mà nói lật đổ cộng sản đi, giết cộng sản đi, cầm cờ nổi dậy đi, đi đó lật đổ cộng sản đó, tu mà nói chính trị vậy không đó. Vậy ta nói đảng nhà nước chúng ta hiền dữ lắm em ơi, chứ mẹ ra gặp ở bên Mỹ ha, gặp ở bên Mỹ rồi ha, lỡ nó bắn nó xả súng trong đó rồi ha, nó xả súng trong nhà thờ đó rồi, nó dẹp cái nhà thờ luôn, nó đốt cái nhà thờ luôn, thử coi còn không. Chứ đừng ngồi đó mà nói xàm ba láp. Chị nói em, từ đây tới 10 năm nữa thì đảng nhà nước ta thế nào cũng thay được bộ lực, thấy không? Tự do ngôn luận nói cái gì cũng được, mà đòi lật đổ cộng sản là mày chết mày à mày, thấy không? Tịch thu nhà thờ luôn, nhà thờ nào mà nó sai tịch thu nhà thờ đó, thấy không? Ở đây chúng ta, chị em chúng ta lên đây nói về phản điệu luận điệu của đám bao que xỏ lá, không có phân biệt là tôn giáo, ở đây là đạo Phật hay là đạo Hòa Hảo hay là đạo Cao Đài hay là đạo Thiên Chúa hay là à, còn những cái đạo là đạo công đạo, đạo cũng như là đạo đạo Hồi Campuchia cho đất nước Việt Nam chúng ta rất là nhiều đạo. Ở đây mình không có phân biệt tôn giáo, mà cái chỗ cái nhà thờ nào, thằng nhà thờ cái thằng mà nào mà chủ trì cái tế trong chùa đi, ông chủ trì nào làm sai lôi ông nội nó ra xử liền, chứ không có để mà ngồi ga gã đó mà ngày này mà truyền đạo qua ngày kia cứ hăm he. Mấy ông nhà nước, lãnh đạo nhà nước mình rất là hiền, hiền ta nói hiền bởi vì hiền như vậy mà nói này nè, ác với gì ai gì ác như dân mà hiền như vật, cái lũ nghiệp xúc nó nói gì đó bây giờ phải không, ác với dân. Chỉ cho mấy ông nhà nước làm nè, đổi lại đổi lực lại, đổi lực là 10 năm 9 cũng như là của Ngô Đình Diệm vậy đó ấy, đổi lại cái bộ luật 10 năm 9 y như Ngô Đình Diệm nó chết mẹ mày, phải không? Mày đòi lật đổ nhà nước cũng không, tao lôi mày ra tao chặt đầu mày y như Ngô Đình Diệm luật 10 năm 9 đó Đúng đấy. rồi, luật luật 10 năm 9 mới cái vụ tàn sát của thằng Ngô Đình Diệm, nó tàn sát 2 triệu đồng bào đạo Phật đòi tự do tôi đi tín ngưỡng đấy chị. Thì đó chị nói em, bây giờ từ đây đến 10 năm nữa đổi lần một lực 10 năm 9 đi, giờ trong tất cả đạo giáo trong đang trong sống trong trên đất nước Việt Nam, ai tôn trọng ai tuân thủ cái ra mà đảng cộng sản Việt Nam thì ok, còn mà đòi lật đổ chính quyền lôi cái thằng cái như cái thằng Nguyễn Gia Tâm đúng không, thằng Nguyễn Đình Thục đúng không, Nguyễn Đình Nam đúng Đúng không, rồi ạ. Nguyễn Gia Khải, mấy thằng mà đòi lật đổ đúng không, lôi mấy thằng đó Dạ. ra xử trảm liền, xử trảm cẩu đầu rau nó trong đang làm gương cho thị chúng, giống cái lực của 10 năm 9 của thằng Ngô Đình Diệm vậy đó, vậy mới Dạ cho dạ làm chị gương ơi, cho cho em thị cắt chúng lời đó. em trả lời cái anh Trần Thanh Tâm này một xíu ạ. Anh Trần Thanh Tâm ơi, thì em nói thật với anh này, ở ở bất kỳ một cái đạo nào nó cũng thế thôi. Thì thứ nhất tu đạo ấy, thứ nhất tu đời, thứ hai tu đạo, và thứ ba là tu đức. Đúng. Thì em hỏi anh nhá, bất kỳ một cái đạo nào trên thế giới này đều nói về cái con đường, đều nói đến đưa con người ta đến một cái gọi là cái chân thiện mỹ. Cái chân nghĩa là thế nào? Cái chân là cái thật, cái thành thật, cái sự thành thật trong lương tâm của mỗi con người. Cái thiện là đạo, là để giúp hoàn thiện con người đấy, hoàn thiện hơn bản thân mình. Còn cái mỹ là như thế nào? Cái mỹ là cái đẹp. Cái đẹp thì họ muốn truyền bá những cái nét tư tưởng đẹp ở trong đạo của họ. Thì trước hết cái chân, thì con người có thật thì mới 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 đạt đến đến được
ở lương tâm con người sống có thật thì mới đạt được đến cái hoàn thiện bản thân đấy. Nhưng mà ở đạo Thiên Chúa em không phỉ báng cái đạo Thiên Chúa nha, mà em Đúng phỉ rồi. báng mấy cái thằng cha linh cẩu như thằng Nguyễn Đình Thục này, thằng Nguyễn Đình Nam này, thằng thằng Nguyễn Duy Tân. thằng Nguyễn Duy Tân này đấy đấy, em Thằng Nguyễn phản Đình phản Khải. ấy, Thằng Nguyễn Đình em 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 lên án là em lên án mấy cái thằng cha đấy, nó dựa vào đạo Thiên Chúa. Bởi vì sao, ở bên đạo Thiên Chúa nó có một cái như thế này, nó có một cái rất bất cập, có nghĩa là linh mục là đại diện cho Chúa đấy. Thế cho nên là chúng cứ lôi bóng Chúa ra là chúng chèn ép bà con giáo dân của mình. Nhiều lúc bà con giáo dân của mình cũng rất rất là ức chế chứ. giờ chị nói cho em nghe nè, đạo nào cũng là đạo người ta dẫn đó, cho con người đi đến hướng thiện, chứ không phải là người ta làm đạo hay người ta tu đạo, người ta mượn cái đạo nhà thờ đó, hay là người ta mượn cái công giáo đó, người ta lật đổ chính quyền. Tu đó là tu là gì? Tu đó là tu chính trị, tu phản quốc. Còn tu mà đưa dẫn dắt con chiên hay là bên 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 đạo Phật đó, thì ta dẫn dắt chúng sanh đến đó, ăn ở hiền lành, thấy không, biết làm biết ăn thật sự đó, dẫn dắt con mà con chiên đi đến những cái tương lai sáng lạng hơn, chứ gì đâu mà đi Đúng con người rồi đấy chị. ta mỗi ngày dẫn dẫn con dẫn cháu dẫn chiên đi, dẫn hận thù đâm giết. Dạ, tu gì mà tu tối ngày dạy con chiên là tao hận thù không à, lúc nào cũng vô giảng đường là hận thù Bác Hồ, Hồ Chí Minh thế này, rồi hận thù Bác Hồ thế kia, đảng cộng sản thế này, đảng cộng sản thế kia, cái đó là có phải là cái con người mà tu và dẫn đến cái con đường mà hận thù không? Tu đó là tu hận thù chứ không phải là tu tu tâm tu tánh. Tu đó là tu hận Đúng thù chứ rồi đấy không chị. bao giờ tu tâm tu tánh đâu bà con. Bởi vì sao? Bởi vì bọn Chào chúng, tôi. chị Nhiên chắc là chị Nhiên biết biết còn nhiều hơn cả cậu nữa, nhưng mà bởi vì bọn chúng ăn cái đồng tiền, những cái đồng đô la rêu bẩn rồi. Đấy, chúng không còn biết phân biệt cái gì là đúng, cái gì là sai nữa. Mà Thế cho nên là chúng mới bắt đầu chị cũng lên nói cho lên em mạng biết live nè, vờ. chị cũng nói cho em biết với bà con mình biết, cũng tại những cái an ninh khu vực của mình nó quá lỏng lẻo về những cái thằng thằng này, lỏng lẻo thì những Đúng thằng rồi đấy chị. nó mới lận ngon lận cuồng, chứ mà an ninh mà khu vực của mình mà chặt chẽ hơn một chút là những người này không bao giờ dám lận ngon kiểu đó. Chị ơi, cái này thì em xin phép được nói với chị Nhiên một chút về cái này. Cái này là nó là cái quyền, cái này thì nói chung là cái vấn đề cái này nó lại các cái thế lực chống cộng ở nước ngoài ấy chị. Nó lại vin vào cái vấn đề dân tộc tôn giáo đấy, sau đó rồi Chị nói cho em nghe, không có nói nó tôn lại giáo tôn gì hết trơn, bây giờ là tôn giáo là cái gì, đạo đạo Thiên Chúa đúng không, gọi đạo Thiên Chúa là đạo công giáo của đạo của nước ngoài đúng không, mình đụng tới nó là không được đúng không, bây giờ mình phải đưa lên, mình đưa đưa đúng thẳng rồi lên, chị. bây giờ nó như vậy đó, nó phá hại cái đất nước như vậy đó, tôi phải đem tôi phải triệt khai thằng này cho những người nào mà có tài có đức, dẫn con chiên dẫn những người con chiên đi đến đường thánh thiện thì tôi cho đứng trên cái giáo xứ đó. Còn người này là giờ muốn nhờ cái đạo Thiên Chúa này, nhờ cái chỗ này muốn lật đổ chính quyền thì tôi phải dẹp cái chỗ cái mà nhà thờ này, tôi dẹp cái người mà đang đứng lên lãnh lãnh đạo cái chỗ nhà thờ đó đó, cũng như là Nguyễn Duy Tân dẹp nó xuống cho người khác lên vậy đó, chứ gì đâu mà cái người mà gì đâu mà lúc nào làm cha làm cha dạy thánh dạy cho con mình, đưa đi con mình lúc nào cũng phải ngoan quá hiền đúng không, dạy bà dạy Dạ. con trước nhất, giờ em làm một người cha đúng không, thì Dạ. em phải dạy con cho em thế này, là trước nhất là em phải biết là dạy con phải kính trên nhường dưới, đi ra đường gặp những người cô bác lớn tuổi là phải chào hàng xóm đúng không, thương yêu hàng xóm hai bên. Còn cái này làm Đúng cha rồi ạ. kiểu mà công giáo mà đâu, dạy con ra đường chửi chết mẹ nó đi con, chửi nó đâm nó giết nó chửi nó đi con, nó phải hận thù nó con, làm cha mà dạy con kiểu đó là làm cha làm sao mà làm cha được Cha cái kiểu đấy là cha đưa con vào chỗ chết đấy chị. đấy. Rồi dạy dạy mình dạy con mình đó là phải thánh thiện, là dạy là biết kính trên nhường dưới, biết lo làm ăn, còn này không dạy con mình cái kiểu đó, và dạy con mình lúc nào cũng phải là trong lòng lúc nào cũng phải hận thù, chửi chửi người này chửi người kia
rồi nó sanh ra cái những lòng hận thù, đâu có lo làm ăn, cái hận thù cao quá không phải sanh ra đi ăn cướp ăn bóc không, có phải cái xã hội nó loạn lên không, làm cha gì Đúng làm rồi. được không đấy. Đúng rồi ạ. Đấy, làm cha là phải hướng cho con chiên đi đến cái chân, cái thiện, cái mỹ, chứ không ai hướng cho con chân chiên đi theo cái gọi là cái thù hận dân tộc như thế được. Thù hận chế độ như thế là không được. Bởi vì sao? Đảng đang lãnh đạo đất nước ta rất là yên bình, rất ấy, phát kinh tế thì phát triển từng ngày, đất nước thay ra đổi thịt từng ngày, mà chúng chúng cứ lôi người này lôi người nọ ra, chúng đi nói xấu, chúng xuyên tạc. À, nó nói trên đất nước Việt Nam mình nó không có tự do tôn giáo, không có tự do ngôn luận, mà ở trên cái đất nước Việt Nam mình biết bao nhiêu cái tôn giáo không hả? À, dân tộc Chăm là dân tộc Khmer nè ha, dân tộc Chăm là dân là người Chà nè, dân tộc Chăm, dân tộc Khmer nè ha, rồi đạo Công giáo nè, đạo Phật giáo Hòa Hảo nè, rồi đạo đạo Phật nè, rồi ta nói đạo môn một mắt, rồi đạo Tin Lành gì đó, gọi hả ta Đạo là Cao hả Đài, đạo dân Tin Lành tộc chị. dân đấy. Đấy, các cái đạo đấy người ta hướng con chiên đi đến cái chỗ chân thiện mỹ, mà chỉ có riêng ở ở cái đạo Thiên Chúa là có một số thành phần, nó mấy cái thằng cha linh mục đấy nó toàn là nó lên mạng rồi nó ở nhà thờ nó kích động giáo dân, rồi nó làm nó bắt giáo dân đi ngược với đường lối chính sách của Đảng, nó ngậm tiền vào trong mồm ấy, rồi xong rồi nó làm hại là ai? Làm hại chính con chiên, chính người dân của nước Việt Nam mình. Chị nói Đấy. nghe nè, mình làm cha làm mẹ mình dạy con mình á là phải gì phải không, dạy đứa con nít là tự thánh thiện. Em cũng từng làm, em á không biết chị chưa biết cái gia đình em, con em đi lớn nhưng con chị á thì lúc nào cũng vậy, phải dạy con chị là phải biết đường đường thánh thiện, mà nó còn nhỏ nó biết cái gì mình phải tập cho nó ăn học, rồi lo cho nó, mình phải trong đầu nó phải là lúc nào đừng có bao giờ gây cái hận thù trong đầu nó cho trong sáng, đặng chi đầu óc nó thoải mái đi học đi hành. Còn này trong lòng á xúi hận thù, rồi xúi con chiên cầm băng gôn đi ra đường kéo băng gôn kéo bẻo ngữ, mà có nít có 4 5 tuổi 7 8 tuổi gì nó bắt con chiên đi ra mà kéo cầm băng gôn, vậy là cha cái kiểu gì kỳ vậy hả hả, lợi dụng những đứa trẻ thơ như vậy. Đấy là cái chiêu bài của nó mà chị, bởi vì chính sách của Đảng và của nhà nước ta thì luôn luôn nhân từ với trẻ em, với phụ nữ. Đây, thế cho nên là chúng lôi ra, lôi những cái đứa trẻ đang còn ngồi trong ghế nhà trường này, những đứa trẻ rất nhỏ, hoặc là tất cả các đồng bào, những cái người phụ nữ mà gọi là con chiên của Chúa đấy. Như thế nào? Chúng lôi ra, chúng làm bia đỡ đạn, sau đó rồi khi mà chính phủ đụng đến những cái người đó thì nó kêu gào như thế này: chính phủ Việt Nam không tôn trọng dân quyền, không tôn trọng nhân quyền, rồi không cho phép tự do ngôn luận. Nhưng mà thực chất ra những cái con chiên đấy, nó những cái người người con chiên đấy họ cũng cũng chưa chắc trong tâm tư họ đã muốn đi ra đường làm cái này cái nọ theo lời cha, nhưng mà ở bên thiên đạo Thiên Chúa có một cái là người cái người linh mục là cái người mà người ta đại diện cho Chúa, thế cho nên là người ta nói gì là bắt buộc nó phải nghe, à Chị nói bắt em buộc nghe con chiên phải nghe, à cũng như linh mục Nguyễn Đình Thục đúng không, đúng rồi chị. sao thằng Nguyễn Đình Thục nó chứa con ơi mê lì, mà con ơi mê lì là cái con đòi đạp đổ lăng Bác Hồ đúng chưa. Đúng rồi ạ. Đây cái chỗ này là mấy cái chỗ mới ngộ nè, mày đang sống trên đất nước Việt Nam tao mà mày chứa những cái đầu trâu mặt ngựa đòi lật đổ cộng sản, vậy là mày với nó là cùng hội cùng thuyền đúng chưa, đúng chưa, Quá đúng chị ạ. đúng không, đó bao Đúng nhiêu ạ. coi mà mày còn chụp hình chung với nó thế này nữa là mày với nó cùng đồng hội đồng thì mày với nó là âm mưu lật đổ cộng sản là chết con đĩ mẹ mày phải lôi đầu mày ra thấy không. Bây tụi bay nói á, là đất nước Việt Nam á, là cộng sản á, ác với dân đúng không, hèn với giặc đúng không, bây giờ lấy cái luật 10 năm 9 ra, bây giờ con ơi mày lị nó đòi đạp đổ lăng Bác Hồ đúng không, mày chụp chung với nó là mày cùng đồng phạm với nó, tao sẽ lấy luật 10 năm 9 của thằng Ngô Đình Diệm, tao bắt mày ra chặt đầu y như nó vậy đó, có ác với hai dân không, phải chơi y cái trò kiểu đó đó, ác không Đúng rồi đấy. đấy, rồi còn
Rồi còn hôm qua thì em cũng lên diễn đàn của chị Hiếu, em nói về cái thằng cha Có Nguyễn chị Văn chưa Thành đấy chị. chị chào em nha, chào em nha, mời em Dạ. Hiếu lên đi, mời em Hiếu lên đi, Dạ dạ. rồi chị chào Dạ. em, chào bà con, nhưng chào bà con dỗ em bé. Chị Hiếu Ngọc ở đâu rồi ạ? Còn Trung Quốc không có quyền, hay Trung Quốc không có bất cứ quyền gì trên cái lãnh thổ Việt Nam này hết. Còn nhá, tôi tuyên bố với bạn một câu như thế này này. Các bạn nói xấu Đảng, nói xấu bác, nói xấu dân trong nước chúng tôi, bởi vì cái gì? Các bạn lại muốn